ngày 22 tháng 2 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về tội chống người thi hành công vụ, liên quan đến vụ chống lại lực lượng chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang để giật lấy hàng hóa và phương tiện xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại khu vực tuyến sông Châu Đốc thuộc địa phận ấp Phước Quảng, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Các đối tượng bị bắt tạm giam bao gồm Huỳnh Hoàng Tuấn sinh năm 1997, Lê Minh Điện sinh năm 1997, Lê Hoàng Bủ sinh năm 1997, Nguyễn Thanh Hồng sinh năm 1992 và Đào Văn Thanh sinh năm 2000, cùng trú tại phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 31 tháng 1 năm 2021, Lê Minh Điện nhận được điện thoại của một người quen ở Campuchia nhờ điện cảnh giới và canh đường để hai đối tượng ở Campuchia vận chuyển hàng nhập lậu gồm bếp ga và xe đạp điện từ bên kia biên giới về địa phận phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Quá trình vận chuyển trót lọt thì Điện sẽ được trả tiền công là 500.000 đồng. Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi hai đối tượng trên điều khiển vỏ lãi Composite chở số hàng hóa nhập lậu trên đến tuyến sông Châu Đốc thuộc địa phận ấp Phước Quảng, xã Đa Phước, huyện An Phú, thì bị lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang đang đi trên đường tuần tra kiểm soát, phát hiện và ra hiệu lệnh kiểm tra, thì các đối tượng đã bỏ chạy, để lại phương tiện cùng hàng hóa. Trong lúc lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số hàng hóa trên về chốt, thì Điện đã liên hệ với Thanh, Hồng, Bủ và Tuấn nhờ giúp đỡ để lấy lại số hàng hóa trên. Lúc này, Điện, Thanh, Hồng, Bủ và Tuấn lên vỏ lãi Composite, điều khiển đuổi theo lực lượng chức năng rồi đâm vào phương tiện chở hàng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ, rồi chống trả lại lực lượng và giật lấy hàng hóa. Đồng thời khống chế xô đẩy Thượng úy Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông. Lúc này, Đại úy Lê Vũ Trường điều khiển cano lao vào khu vực các đối tượng đang chống trả, thì các đối tượng lên vỏ lãi Composite tẩu thoát. Sau thời gian lẩn trốn đến ngày 16 tháng 2 năm 2021, Điện, Thanh, Hồng, Bủ và Tuấn đã đến Công an huyện An Phú đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Phú tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm minh các đối tượng chống người thi hành công vụ kể trên.